Cục diện trận đấu thì tôi nghĩ là khả năng hòa rất là cao. Lúc mà tôi ghi bàn, lúc mà tôi nghĩ là trận đấu sẽ thực sự là như thế. Nhưng mà cái đột biến của những cầu thủ mà riêng cái dấu ấn, cái cảm xúc của tôi hôm nay là các cầu thủ trẻ có những cái dấu ấn với tôi, điều đấy là cái ấn tượng như tôi. Còn rất là nhiều trận đấu, Quảng Ninh đá thì trận nào khi thắng có thua. Nhưng mà hôm nay cảm xúc vui hơn là các cầu thủ trẻ họ chơi. Họ chơi với cách của tôi nói với các đội bóng, với các anh lớn. Thực ra là đội hình xuất phát, các bạn thấy rất là thiếu, rất là nhiều cầu thủ trụ cột, không như thế là nửa đội hình ấy. Tôi mạnh dạng để cho các em trẻ chơi. Và cái điều mà tôi vui hôm nay là cái tự tin của các em chơi. Cái quả ghi bàn của Hải Long là chắc là bàn thắng đẹp luôn. Cái điều đấy là với tôi là cái cảm xúc của hôm nay trong trận đấu. Đến bây giờ là cái thể thức thi đấu này không cho phép sửa sai. Có nghĩa là cái một vòng thôi. Với những đội mà muốn là tôi nghĩ là từng trận đi. Cái tính từng trận đấu chứ đừng có nghĩ mình đang ở đâu. Chỉ cần thua hai trận tiếp là một trận, hai trận tiếp là thấy vị trí mình nằm ở đâu biết ngay. Không có thể có cái giai đoạn về để sửa sai. Nếu tách nhóm, tôi nghĩ các đội hầu như là tập trung các cái giai đoạn này cực kỳ 8 vòng, còn lại 5 vòng rồi. Thì các bạn thấy cái cơ hội cho các đội mà mắc điểm càng ngày càng xa lần. Và tôi nghĩ đội nào cũng nghĩ như thế. Nó không còn giai đoạn được về nữa. Vấn đề là tách ra được cái nhóm 8, nhóm 6 là mục tiêu trước mắt của các từng đội thôi, chứ đừng có ai nghĩ là mình đang ở đâu. Trước mắt là phải hoàn thành cái nhiệm vụ này. Các đội cũng đều nghĩ đến cái chuyện này. Nó không cho phép là những cái sai lầm liên tục nữa. Sai lầm liên tục là nó tệ hại. Với những cầu thủ mà nó khác biệt một chút ấy, như dạng gì, thì cái công tác huấn luyện không can thiệp được. Khi họ đã có rồi. Vấn đề hoàn thiện là thể lực, phẩm chất của cầu thủ, những cái điều đấy và cái hòa đồng với lối chơi của đội bóng, hiểu được lối chơi đội bóng và chơi với các anh và coi như là trong cái style, giống như cách chơi thì điều đấy là hài lòng, bám theo điều đấy và từ đấy mới có hài lòng. Thực sự là tôi không để hài lòng lạc lõng nữa, nếu mà trong tay tôi chắc chắn hài lòng phải đi theo con đường này. Điều đấy là điều để hài lòng làm, cũng có những cái hài lòng đã có rồi, chắc chắn là tôi biết là không làm được, như Công Phượng, như Hoàng Hải, như đấy, những cầu thủ cái đó họ là có rồi, nhưng mà họ đặt được vào cái môi trường mà có thể là xung quanh họ có những cái người mà bầu thủ đấy sẵn sàng chơi với những anh lớn, chơi với đội bóng, với team ấy, và một cái sự hòa đồng, một vài trẻ thôi, và từ đó mới có những ngôi sao lên đây. Thì thực ra là Hải Long là cầu thủ rất là hiểu cái đối đá của đội. Nó còn thể lực tốt, đá thông minh, đá hai chân ấy, quả chân phải chân trái. Và cái sự thanh thoát của Hải Long chơi trong sân thích. Tôi nghĩ là không dễ dàng như một cầu thủ mà nhỏ con nhưng mà đứng trong sân mà điều khiển bóng rất là tự nhiên, rất tự nhiên. Thì điều đấy là đó là cái cách của Hải Long đã có. Còn nhiều thứ để Hải Long học hỏi lắm, rất là nhiều chặng đường Hải Long đi rất là nhiều thứ, nhưng mà xung quanh một tập thể mà bạn để hòa nhập được là tự nhiên Hải Long không lạc lõng là sẽ có Hải Long. Tôi hy vọng một điều đấy Hải Long hiểu mình đang là có thể là chơi câu lạc bộ này tốt chứ có thể chơi câu lạc bộ khác không tốt. Tôi nói điều này rồi, quan trọng là chinh phục huấn luyện viên trong bất cứ cái chiến thuật nào, chứ không phải là mình thể hiện mình phải chinh phục. Mà nếu có cơ hội Hải Long, tôi chỉ nói điều này để hiểu ông Bắc muốn gì và chinh phục ông. Ông khoái thôi, nếu ông khoái thì sẽ đứng đá và nó đá được cái suốt dễ thương, suốt một cái bản năng suốt không gần như không suy nghĩ, bóc một cái gọn gàng. Điều đấy là điều mà các cầu thủ trẻ nó là của Hải Long. Cuộc chơi suốt trận đấu là Hải Long cùng với các bên đá bên cạnh, rõ ràng là như Sa, Quân, những cầu thủ mà có kỹ thuật tốt thì Hải Long rất học rất là nhiều và phù hợp với Hải Long. Điều đấy thì mình có Hải Long sẽ trưởng thành trong tay các anh lớn ở trong đội bóng.